đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ngự giao ký của Nhiệt Ba và Dư Sinh của Dương Tử đối đầu. Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin cho rằng phim Ngự giao ký của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trình làng khán giả vào ngày 17 tháng 3. Và có khả năng dưa này sẽ đúng vì mới đây nhà sản xuất đã tung thêm một đợt poster của hai diễn viên chính. Hiện tại, có thể thấy thị trường phim Hoa ngữ đang thiếu vắng những tác phẩm hay, thế nên khán giả rất mong chờ vào sự ra mắt của những tác phẩm trọng điểm, hót hòn họp ngay từ trong trứng nước như Ngự giao ký. Bộ phim Ngự giao ký do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính chưa ra mắt nhưng đã có gần 1 tỷ lượt đăng ký xem trước và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là con số đáng để với một dự án phim truyền hình Hoa ngữ. Ngự giao ký đã làm được điều mà rất nhiều ekip mong ước có được. Và có lẽ không chỉ có Ngự giao ký thôi đâu mà mới hôm qua thôi, trên mạng xã hội lại xuất hiện một tin sốt dẻo khác, đó chính là Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn với sự tham gia của Dương Tử. Tiêu Chiến sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 3 trên đài Hồ Nam và nền tảng Tencent. Rất nhiều tin đồn về lịch phát sóng của Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau nhiều lần thất hứa với khán giả thì cuối cùng dự án hợp tác giữa Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ chính thức lên sóng vào ngày 15 tháng 3. Theo đó, Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn sẽ được phát sóng giờ vàng trên đài truyền hình Hồ Nam và phát sóng độc quyền online trên Tencent Video. Cuối cùng sau 3 năm chờ đợi thì fan hâm mộ cũng có thể gặp bác sĩ Cố Ngụy, Tiêu Chiến và được trải nghiệm câu chuyện tình lãng mạn của anh chàng này với Lâm Chi Hiệu, Dương Tử. Thông tin này vừa được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ của hai diễn viên chính. Nếu như Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn ra mắt thuận lợi vào ngày mai ngày 15 tháng 3, sự nghiệp của Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khó khăn cũng sẽ qua đi. Từ những trailer phim, có thể thấy vai diễn bác sĩ Cố của Tiêu Chiến thực sự khiến người khác nể phục. Không chỉ có nhan sắc tuyệt đỉnh, mà tính cách và cách đối đãi với người khác của Cố Ngụy cũng rất đáng trân trọng. Hoàn toàn không phô trương khi nói rằng, Cố Ngụy là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng xuất sắc. Có thể nói rằng, hiện tại, Tiêu Chiến đang có sức hút rất mạnh. Vai diễn Cố Ngụy của anh rất giống hình ảnh nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Cách xây dựng nhân vật này cũng khá hấp dẫn, bởi hiện thực chắc chắn có tồn tại một người giống như Cố Ngụy nên fan nguyên tác lại càng háo hức hơn. Nếu như Dư Sinh thật sự ra mắt vào ngày 15 tháng 3 tới đây thì chắc chắn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh đáng gờm với Ngự giao ký. Cùng ra mắt vào một thời điểm, bộ phim nào thành công hơn sẽ rất dễ áp đảo tác phẩm còn lại, tức là giữa Dư Sinh và Ngự giao ký thì chỉ có khả năng một bộ nổi đình nổi đám mà thôi. Trong hai tác phẩm này thật sự rất khó dự đoán bộ nào sẽ thành công hơn khi hai bên đều có vẻ ngang tài ngang sức. Xét về dàn diễn viên chính, Ngự giao ký có Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân thì Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn cũng chẳng kém cạnh với Tiêu Chiến và Dương Tử. Cả bốn ngôi sao đều là những minh tinh vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là Nhiệt Ba và Tiêu Chiến. Thế nên nói về yếu tố sức hút của diễn viên, có thể đánh giá cả hai bộ phim này ngang bằng nhau. Vì vậy, yếu tố quyết định giúp một trong hai bộ phim nhỉnh hơn chính là nội dung, diễn xuất. Trong khi diễn xuất của Nhậm Gia Luân hay hơn Tiêu Chiến, nhưng bên phía nữ thì Dương Tử lại diễn tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Tổng thể lại thì hai bên tiếp tục cân bằng. Cả hai bộ phim này đều được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Nếu nhà sản xuất bám sát theo nguyên tác thì khả năng phim thành công sẽ rất cao. Nhưng sự khác biệt rõ rệt nhất ở đây chính là một bên là đề tài cổ trang, một bên thì hiện đại. Mà theo nhận định của một số khán giả thì phim Hoa ngữ có thế mạnh hơn ở dòng cổ trang, cũng dễ dàng thu hút khán giả hơn. Vì thế mà không ít netizen đã đánh giá Ngự giao ký sẽ có lợi thế đôi chút trong cuộc đua cạnh tranh với Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn nếu hai phim đối đầu nhau. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về nhận định trên? Cho chúng mình biết thêm ý kiến với nhé! Triệu Lộ Tư đẹp lộng lẫy tại hậu trường phim Hậu Lãng, nào ngờ lộ khuyết điểm thấp bé. Triệu Lộ Tư và Dương Dương là cặp đôi ngôn tình đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Khoảng thời gian gần đây nhan sắc của Thánh Nữ Xuyên Không Triệu Lộ Tư liên tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây nhất khoảnh khắc hậu trường phim mới của nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý từ công chúng. Triệu Lộ Tư đã nhập đoàn phim Hậu Lãng được một thời gian. Theo đó, Thánh Nữ Xuyên Không hiện tại vẫn đang tất bật trên trường quay Hậu Lãng để hoàn thành các cảnh quay còn lại. Thời gian vừa qua, tạo hình của ngôi sao yêu em từ dạ dày trong phim Hậu Lãng được tiết lộ qua loạt ảnh mới. Vì là phim thuộc thể loại hiện đại nên Triệu Lộ Tư diện đồ khá thoải mái và trẻ trung nhất có thể. Qua nhiều tạo hình được hé lộ những ngày qua, có thể đây là một vai diễn ngọt ngào đáng yêu, tầm khoảng 24-27 tuổi của Triệu Lộ Tư. Theo diễn biến mới nhất, hôm 11 tháng 3,
Triệu Lộ Tư tiếp tục khoe loạt ảnh chụp tại hậu trường phim và nhận được vô số lời khen của cư dân mạng. Dù không trang điểm cầu kỳ, song nhan sắc của Triệu Lộ Tư vẫn rất xinh đẹp và tỏa sáng như ánh nắng mặt trời giữa trời sáng chói. Hậu Lãng thuộc thể loại hiện đại, xoay quanh câu chuyện về thanh xuân lập nghiệp của giới trẻ. Nội dung chính của phim xoay quanh giấc mơ về y học cổ truyền của thế hệ trẻ tuổi. Nữ chính Tôn Đầu Đầu là một cô gái có tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Tôn Đầu Đầu may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Tân Chính. Sau này cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và tạo nên câu chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp tuyệt đẹp cho chính mình. Phim trường Công Tố Tinh Anh, bất ngờ với tạo hình giản dị nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim trường Công Tố Tinh Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Mới đây, người qua đường bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim trường Công Tố Tinh Anh. Trong loạt ảnh được chia sẻ có thể thấy, nữ diễn viên đang ngồi ăn mì ở phim trường. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là làn da nhợt nhạt, kém sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo như nhiều cư dân mạng, có thể Nhiệt Ba vừa trải qua nhiều cảnh quay nên trông có vẻ mệt mỏi. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đây đều là những bức ảnh được chụp qua ống kính người qua đường, với độ phân giải thấp nên không thể chê bai nhan sắc của cô nàng. Trên Weibo cũng lan truyền một loạt hình ảnh cùng video ghi lại khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vĩ đang thực hiện một cảnh quay trên phim trường Công Tố Tinh Anh. Tạo hình giản dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp của nữ diễn viên cùng góc quay trực diện khiến cư dân mạng không khỏi xuyến xao. Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi đối diện với Đồng Đại Vĩ, mặc trang phục đơn giản, thoải mái, tóc đen, dài, thẳng, gương mặt trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên, vốn có của mỹ nhân Tân Cương. So với sự lộng lẫy, kiêu sa thường thấy trong các sự kiện, tạo hình này của Địch Lệ Nhiệt Ba càng đem đến cho cư dân mạng cảm giác gần gũi, thân thuộc. Trở lại với Công Tố Tinh Anh, phim kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của Viện Kiểm sát Giang Thành, do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Mặc dù chỉ vừa mới khai máy vài ngày nhưng bộ phim đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo cư dân mạng. Trên tất cả, tạo hình công tố viên chính thức của Địch Lệ Nhiệt Ba chính là tâm điểm, cũng là điều mà nhiều người trông chờ nhất vào thời điểm hiện tại. Dự án Công Tố Tinh Anh được kỳ vọng sẽ là bước chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự nghiệp. Mặc dù tạo hình của Nhiệt Ba trong phim được nhận xét là khá đẹp, nhưng không ít khán giả vẫn bày tỏ sự quan ngại của mình về diễn xuất chưa tốt của nàng Tiểu Hoa. Dư Sinh và Ngự Giao Ký đã mở trận combat đầu tiên, phần thắng nghiêng về Tiêu Chiến, Dương Tử. Trong trận đấu đầu tiên, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đã vượt mặt Ngự Giao Ký giữ quân sơ tương thức. Mới đây, các mọc phim Hoa Ngữ đã bùng nổ trước thông tin hai bộ phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và Ngự Giao Ký giữ quân sơ tương thức sẽ cùng lên sóng vào giữa tháng 3. Đều sở hữu dàn diễn viên lưu lượng đang rất nổi tiếng nên nhiều khán giả cho rằng hai bộ phim này sẽ tranh đua khốc liệt về mọi mặt. Hiện tại, những hot spot của hai bộ phim này vẫn đang thống trị bảng giải trí. Dù chưa lên sóng chính thức, thế nhưng mới đây Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và Ngự Giao Ký giữ quân sơ tương thức đã có màn tranh đua đầu tiên. Theo đó, cả hai dự án phim này đều đã có người đăng ký đặt xem phim trước trên nền tảng phát sóng. Theo Youku thông báo chính thức, Ngự Giao Ký cán mốc 1 triệu lượt hẹn xem trước chỉ sau 1 giờ công bố lịch chiếu. Tuy nhiên, với Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, con số này lại gấp gần 6 lần, chứng tỏ sức hút từ bộ đôi Dương Tử, Tiêu Chiến vẫn nhỉnh hơn so với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân. Nhiều khán giả cho rằng kèo này có vẻ không cân sức vì suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn là đỉnh lưu sở hữu lượng fan cày số liệu, rất đỉnh. Mặt khác, phía Ngự Giao Ký chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba có thiên hướng lưu lượng, một mình cô không thể gồng gánh số liệu đạt mức kỷ lục như Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngoài ra, việc hai thể loại phim khác nhau cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khán giả. Như vậy, dù là bộ phim bị đắp chiếu hơn 2 năm, thế nhưng màn hợp tác của Dương Tử và Tiêu Chiến vẫn không hề giảm nhiệt. Thậm chí trong cuộc đối đầu với Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba, couple Dư Sinh còn thắng thế. Nhìn số lượt người đăng ký lên đến hơn 6 triệu cũng có thể thấy được Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn được khán giả mong đợi như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và Ngự Giao Ký giữ quân sơ tương thức đang là hai bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Một bộ là phim ngôn tình hiện đại,
Một bộ là cổ trang huyễn huyễn đối đầu nhau chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Dư Sinh Sinh Chỉ Gió nhiều hơn được xác định sẽ lên sóng vào 15/3, trong khi đó Ngự Giao Ký Giữ Quân Sơ Tương Thức lên sóng vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Bạn đang mong đợi bộ phim nào?